Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Sáng 16 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Đồng thời, phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương cũng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khai trừ Đảng ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng. Tại buổi làm việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương cũng kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng. Trung ương nhìn nhận ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cán bộ này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của hai ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định. Cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác với bà Trương Thị Mai. Tại phiên làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương nhìn nhận bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên cương vị lãnh đạo, bà Trương Thị Mai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc này đã để ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân bà Mai. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ phân công và nghỉ công tác. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín, thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.
sáng ngày 16 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường và đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 1. Ông Lê Minh Hưng. Ông Lê Minh Hưng, 54 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, trình độ Thạc sĩ Chính sách công, cao cấp Lý luận Chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông có quá trình công tác, trưởng thành trong ngành ngân hàng và đảm nhiệm nhiều chức vụ như Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á, Vụ phó, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 11 năm 2014, ông đã được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức vụ này từ đó đến nay. Tháng 11 năm 2021, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng kiêm giữ chức Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. 2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê quán ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, quân hàm Thượng tướng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa từng giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7, Phó Chính ủy, rồi Chính ủy Sư đoàn 5 Quân khu 7, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chính ủy Quân đoàn 4. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 1 năm 2021, ông làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 2 năm 2021 cho đến nay. 3. Bà Bùi Thị Minh Hoài. Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trình độ chuyên môn Thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Hoài là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, là đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Bùi Thị Minh Hoài có 10 năm gắn bó với ngành thanh tra, từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 10 năm 1998. Trong thời gian này, bà kinh qua nhiều chức vụ, từ cán bộ, thanh tra viên cấp 1 đến phó chánh thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam, thanh tra viên cấp 2, thanh tra tỉnh Hà Nam. Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 4 năm 2004, bà Hoài làm kiểm tra viên chính, cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam, sau đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh này. Sau đó, bà Bùi Thị Minh Hoài giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý. Bà Hoài cũng có 2 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, trước khi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, bà giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ông Đỗ Văn Chiến. Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và có trình độ cử nhân nông nghiệp. Xuất phát điểm từ một cán bộ, ông Chiến lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Sau quãng thời gian khoảng 3 năm công tác tại xí nghiệp nông công nghiệp chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ông Chiến làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 1993 đến năm 1994. Tiếp đó, ông kinh qua các chức vụ Phó trưởng ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 9 năm 2001, ông là Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tháng 8 năm 2011, ông Chiến được luân chuyển lên Yên Bái, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2010-2015, trong 4 năm, trước khi trở thành Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, rồi Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đến đầu năm 2021, ông Chiến là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!